Nga tìm thấy hộp đen, Belarus bác giả thuyết ông Putin đứng sau vụ rơi máy bay chở ông chủ Wagner. Giới chức Nga cho biết, họ đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay nghi chở ông chủ tập đoàn Wagner rơi ở tỉnh Ve khiến 10 người tử nạn. Phát ngôn viên Ủy ban điều tra Nga Svetlana Petzen nói với hãng tin RT rằng các điều tra viên đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay bị rơi ở tỉnh Ve, Nga hồi giữa tuần. Chúng tôi cũng thu thập được nhiều dữ liệu và bằng chứng phục vụ cho việc xác định tình tiết vụ tai nạn. Tất nhiên, Cuộc điều tra tới nay vẫn xem xét tất cả giả thuyết có thể xảy ra theo bà Petzen. Các cơ quan chức năng Nga đã phát hiện tổng cộng 10 thi thể tại hiện trường vụ tai nạn và đang tiến hành xét nghiệm DNA để xác định danh tính các nạn nhân. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định lãnh đạo tập đoàn Wagner Zegeniji Gohin có trong những người tử nạn hay không. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Belarus Lukashenko trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Beta trước đó cùng ngày cho biết không có khả năng người đồng cấp Nga Vladimir Putin có liên quan tới vụ tai nạn máy bay tối ngày 23 tháng 8 tại tỉnh Ve ông putin là người có tính toán điềm đạm và thậm chí là một người chậm đưa ra quyết định về những vấn đề ít tính phức tạp hơn do vậy tôi không thể tưởng tượng được việc nhà lãnh đạo nga có liên quan tới việc này nếu điều này xảy ra thì đó là một hành động thiếu chuyên nghiệp ông lukashenko nhấn mạnh theo tổng thống belarus các binh sĩ thuộc tập đoàn wagner sẽ tiếp tục đóng quân ở nước này bất chấp việc các lãnh đạo của họ tử nạn tuy nhiên ông từ chối hé lộ ai sẽ là chỉ huy mới của lực lượng này ở belarus